nguyên tuổi đời ngắn ngủi lắm, nhưng biết đâu đây là cơ hội để thay đổi mình. Thám không cam tâm rời khỏi đội tuyển nên cô quyết tâm xin ở lại đội tuyển. Con muốn ở lại lắm, bây giờ con đi ra ngoài kia con không biết phải đi đâu gì đâu. Lam trợ giảng cho huấn luyện viên trưởng, tập luyện cho đội năng khiếu. Điều cô ta có làm khó dễ với chi? Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy sử dụng đám người trẻ kém tài vô lực kia là hoàn toàn sai lầm. Để rồi con. Tôi sẽ chứng minh cho chị thấy tre già măng mọc. Tôi đi lên bằng đôi chân và thực lực của chính mình cho chị coi. Ông tính sẽ làm gì để các thành viên đoàn kết lại với nhau? Em có biết đánh bóng không? Kỹ thuật vào đà sai hoàn toàn. Đập bóng cũng sai nữa. Em đi ra tập lại đi. Đón xem tập 4 bộ phim Ngã rẽ số phận, phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 17 tháng 10 trên sóng QRT.